Thưa quý vị, có thể thấy xu hướng tiêu dùng sau đại dịch Covid-19 cũng có nhiều thay đổi. Rất nhiều người đã quan tâm hơn đến việc sử dụng những loại thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Đây là cơ hội và cũng là thách thức cho các doanh nghiệp nông nghiệp trong nước. Việt Nam là nước nhiệt đới với sự ưu đãi từ thiên nhiên về điều kiện đất đai và khí hậu phù hợp cho canh tác, trồng trọt nhiều loại trái cây. Những năm gần đây, Việt Nam đã phát triển ngành công nghiệp chế biến trái cây, hiện chiếm khoảng 10% tổng sản lượng trái cây cả nước. Thị trường rau quả chế biến toàn cầu dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7% một năm trong giai đoạn 2020-2027. Trong xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, các doanh nghiệp Việt đã và đang tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các dòng sản phẩm có nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, được sản xuất theo quy trình chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, bền vững, áp dụng công nghệ 4.0 vào việc truy xuất nguồn gốc và quản lý vùng trồng, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi sử dụng. Thời gian hiện nay thì tôi sử dụng rất nhiều những loại hoa quả chế biến sấy khô bởi vì là nó khá là tiện dụng và thiết thực cho cuộc sống của mình. Thị trường Việt Nam là một thị trường lớn với quy mô dân số trên 100 triệu dân, đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Nhu cầu mua hàng nội địa của người tiêu dùng cũng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Và một trong những doanh nghiệp điển hình phải kể đến công ty cổ phần chanh leo Nafood, một nhà cung cấp sản phẩm từ chanh leo và các nông sản chế biến lớn nhất hiện nay, và cũng là doanh nghiệp luôn đồng hành cùng nhà nông trong suốt quá trình trồng trọt và tiêu thụ. Năm nay tôi làm năm thứ ba, nhưng mà nghĩ là cái phần bao tiêu thì nó sợ nó khó một tí, vì là nhiều lúc chưa chắc gì mình đã đạt được, nhưng mà mình thấy có công ty bên họ thu mua, họ cam kết là sản phẩm để mình bán được rồi nhập dịch, rồi họ có công ty họ thu mua nên là cũng không có vấn đề gì nhiều về ấy. Với lại cái chanh đây thì nó không có đến mức độ nào mà như thanh long hoặc dưa hấu hoặc là những cái kia, vì cái đây ví dụ như mùa đầu tiên mình chưa bán được thì mùa thứ hai, tới vụ thứ hai, thứ ba thì mình vẫn có thể thu hồi được vốn. Trong cái chiến lược của mình, khi mà đẩy quyết tâm thực hiện 5.000 hectare chanh leo có quản lý vùng trồng thì cũng đã thành lập một cái khối gọi là khối quản lý và phát triển vùng trồng. Và cái khối này sẽ đồng hành cùng với lại bà con nông dân trong quá trình là chuyển giao về kỹ thuật canh tác, nhấn mạnh về cái vấn đề liên quan đến quản lý về bảo vệ thực vật và tránh thất thoát sau thu hoạch để nâng cao cái hiệu quả cho bà con. Và mình cũng cam kết luôn với họ về cái việc rằng là mình cung cấp, xin lỗi, mình ký cái cam kết với họ để đảm bảo một cái giá sàn mà đảm bảo rằng là họ sẽ không bao giờ bị thất bại. Như vậy là với sự dẫn dắt thị trường của doanh nghiệp, một hệ thống canh tác mới được mở ra. Không còn cảnh thu nhập của người nông dân không ổn định, nông sản làm ra chưa có đầu ra bền vững như ở các vùng trồng nhỏ lẻ khác. Việc thiếu thông tin thị trường đầu ra vốn là một trở ngại lớn của người nông dân, dẫn đến việc nông sản không được thu mua với giá tốt. Việc không quy hoạch canh tác đồng bộ giữa các vườn cũng là nguyên nhân gây thiệt hại mùa màng vì sâu bệnh phát triển mạnh mẽ nhưng không được kiểm soát tốt. Chanh leo thì hiện nay là đây là một cái cây trồng mới, cũng mới được sản xuất rộng ở Việt Nam từ năm 1990 và đến bây giờ là được trên 10.500 hecta. Thì từ trước nay là chúng ta hoàn toàn phải nhập nội giống, và đến 2021 ấy, thì chúng tôi đã cùng với anh em trong tập đoàn ấy, đã nghiên cứu ứng dụng những cái phương pháp hiện đại kết hợp với truyền thống, tạo ra các cái giống mới, chủ động hoàn toàn cái công nghệ nhân giống. Bà con nông dân trước đấy những cái loài cây trồng khác họ rất là quen thuộc, nhưng đối với cây chanh leo nói riêng thì đối với họ là rất là mới mẻ. Thì nắm bắt được cái tinh thần đó thì ban giám đốc cũng như ban điều hành đã chỉ đạo cho viện giống cũng như là các cán bộ kỹ thuật thường xuyên là thăm đồng rồi chuyển giao những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để đến tận tay bà con thông qua các lớp tập huấn, rồi là cầm tay chỉ việc để cho bà con nông dân người ta quen dần với cây chanh leo, và đặc biệt là việc áp dụng các cái tiến bộ kỹ thuật như thế nào cho nó hiệu quả. Với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, công ty cổ phần chanh leo Nafood đã mạnh dạn áp dụng công nghệ 4.0 trong việc truy xuất nguồn gốc cây giống chanh leo.
Xa hơn, doanh nghiệp cũng đang tiếp tục triển khai áp dụng công nghệ này để phối hợp cùng với bà con nông dân phát triển vùng nguyên liệu sạch phục vụ sản xuất của công ty, hướng tới minh bạch thông tin sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế và nội địa. Có thể nói, chính nỗ lực của nông nghiệp tỉnh cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có công ty cổ phần chanh leo Nafood, thì trong tương lai gần có thể đưa Gia Lai, Tây Nguyên có mặt trên bản đồ chanh leo của thế giới, lộ trình chung tay biến Gia Lai thành thủ phủ chanh leo của châu Á. Cũng từ đây, góp phần khẳng định vị thế chuỗi cung ứng chanh leo của Việt Nam trên thế giới, tự tin sánh vai cùng các xứ sở chanh leo lớn như Peru, Ecuador. Về các chuỗi liên kết thì ở Gia Lai đang phát triển, nhất là của các hợp tác xã cũng như với các doanh nghiệp thì về cà phê, tiêu và cây ăn trái và tiếp tục đang phát triển về dược liệu và đặc biệt là cây chanh dây, tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp, nhất là một số các doanh nghiệp lớn đất để xây dựng nhà máy chế biến lớn. Tính đến thời điểm này, sự thông thương giữa các quốc gia đã trở lại nhịp ổn định sau những bế tắc tồn động do dịch Covid-19. Các doanh nghiệp trong ngành chế biến mặt hàng rau củ cũng đã mạnh dạn xuất những lô hàng mới ra thị trường quốc tế, mang lại tín hiệu khởi sắc cho vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Vì đây là thị trường chính của ngành hàng chế biến, những doanh nghiệp lớn như Nafood Group đang chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, dây chuyền hiện đại vào vận hành sản xuất theo tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của các thị trường khó tính nhất, cũng như đảm bảo nông sản của nông dân được thu hoạch đúng thời điểm, không bị neo lại vườn. Nó dùng áp dụng rất nhiều cái công nghệ từ vấn đề giống rồi phân bón rồi vấn đề bảo quản và đặc biệt là chế biến. Mình đang bị tổn thất rất nhiều trong cái khâu bảo quản, đặc biệt tổn thất rất nhiều trong cái khâu mà phụ phẩm sau nông nghiệp. Thì nếu mà mình làm được cái đấy thì chính là mình có thể giải quyết được cái vấn đề giá trị gia tăng. Và khi mà người dân thấy có lợi hơn, người ta mới theo mình. Thì đầu tư vào công nghệ là một, hệ thống là hai, chuyển đổi số là ba cái này là ba cái chúng ta cần phải làm. Chúng ta có một cái tư tưởng mà chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả là chúng ta đều là xuất khẩu. Thực ra thì trong khi mà chúng ta cứ nghĩ vậy thì một thị trường 100 triệu dân lại trở thành một thị trường của những cái quốc gia mà người ta sản xuất nông nghiệp như chúng ta. Trước tiên là chúng ta phải định vị lại cái thị trường 100 triệu dân. Có rất nhiều cái tập đoàn bắt đầu là quay lại trong cái thị trường trong nước. Bởi vì nó ngoài cái câu chuyện là một thị trường 100 triệu dân nữa, mà nó còn là một cái hình ảnh của một cái nền nông nghiệp đã được cái người tiêu dùng ở trong nước mà trân quý, trân trọng như thế, đón nhận như thế. Nó sẽ làm cái hình ảnh để nó lan tỏa ra thế giới. Thứ hai nữa là trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 và trong những cái thế giới mà nó đầy biến động như thế này, cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó rất mong manh là có dễ đứt gãy bất kỳ giờ nào, cái hệ thống logistics nó đứt gãy. Mà chúng ta thấy rằng trong bối cảnh Covid-19 vừa rồi cũng là một minh chứng, khi mà nó đóng băng tất cả những cái thị trường ở nước ngoài hoặc là những cái cuộc xung đột của thế giới này. Thế giới đang đứng trước những cái bối cảnh là biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng. Từ viện giống đến tay người tiêu dùng, công ty cổ phần chanh leo Nafood cũng đang dần hoàn thiện hệ thống chuỗi giá trị xanh khép kín, tuần hoàn và bền vững, ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành sản xuất thực phẩm tiêu dùng, định vị thương hiệu ở cả thị trường trong và ngoài nước. Doanh nghiệp này hiện đã có 8 nhà máy và cơ sở chế biến đang hoạt động được phân bố trải dài trên khắp cả nước. Các viện giống cây trồng đảm bảo cung cấp đủ giống cây cho các vùng nguyên liệu của tập đoàn và nông dân địa phương. Ngoài ra, công ty cũng đang trong tiến trình xây dựng thêm một vùng trồng xanh và dự kiến đi vào hoạt động từ quý 4 năm nay. Có thể nói, với sự đầu tư bài bản, không ngừng áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, chế biến, công ty cổ phần chanh leo Nafood nói riêng và Nafood Group nói chung đã mở ra cho ngành chanh leo Việt Nam một xu hướng phát triển mới, từ đó góp phần xây dựng và khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ chanh leo thế giới.